Xin chào bạn, đây là viên pin sạc 21700 chính hãng của Panasonic với dung lượng là 5000mAh. Với mẫu pin 21700 này thì nó được ứng dụng cho rất là nhiều công việc khác nhau, ví dụ như sử dụng cho các đèn pin siêu sáng nè, các bốc sạc dự phòng. Có nghĩa là các bạn đang dùng các pin sạc dự phòng mà bị chai pin thì có thể tháo ra, lắp viên pin này vô và sử dụng được nhé. Ngoài ra thì có thể sử dụng thay cho pin của laptop nè, hoặc là pin của thuốc lá điện tử, pin của mấy cái công cụ cầm tay, ví dụ như máy khoan, máy cắt, thuốc lá điện tử, máy bay điều khiển từ xa, xe đạp điện, hoặc là xe điện cân bằng, vân vân và may, rất là nhiều công dụng luôn. Rồi nếu mà các bạn nào cần mua thì các bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại này hoặc là fanpage 1994 to, mình sẽ để đây. Liên mua hàng được miễn phí vận chuyển, mình sẽ để bên dưới nhé. Ngoài ra thì bên mình còn có bán pin 18650 cũng của Panasonic nữa nhé. Rồi xin chào bạn.